Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ BMW. Để tham gia dự án AirDot này thì mọi người sẽ vào link phần tả cho mình, sau đó mình hoàn thành các nhiệm vụ trên tay đam của chúng mình nhé. Ok, sau khi vào đây bấm đầu mình. Rồi sau đó bấm Join Now. Ở đây mọi người sẽ nhập địa chỉ ví cho mình. Ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi sau đó quay trở lại AirDot. Mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo mọi người follow kênh Twitter. Ở đây mọi người sẽ vào kênh Twitter cho mình nhé. Mọi người follow kênh Twitter. Sau đó một copy username kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình. Ok, đây mọi người follow kênh Twitter nhé. Mình đã follow rồi. Rồi vào đây bấm đôn mình. Ok, tiếp theo là retweet là bài đăng à. Và comment cộng với hashtag này. Một copy là hashtag này cho mình. Copy hashtag này nhé. Ok, sau đó mở Twitter lên. Ở bài đăng này mọi người sẽ like này, retweet này, gắn thẻ ba người bạn. Sau đó mọi người sẽ gắn hashtag vào đây cho mình nhé. Rồi sau đó bấm tweet like cho mình. Ok, đồng thời bấm tweet xem. Sau đó sao chép cái link này cho mình nhé. Ở đây bấm sao chép link nhé. Sau đó gửi cái link retweet này vào Telegram cho mình. À ở đây bấm donate thôi. Tiếp đến mọi người join vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh. Sau đó chat cho mình từ ở đây nhé. Ok, sau đó quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ bấm đôn, tiếp tục bấm đôn. Ok, tiếp theo ở đây nó bảo là Let's like you. Bấm Let's đi. Ok, như vậy là chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mọi người nhé. Và ở đây bấm submit cho mình. Ok, Jubaland Referral Link. Ở đây mà bấm vào Jubaland Referral Link nhé. Mọi người sẽ có một link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án AirDot này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video và đồng hình dẫn mọi người dự án AirDot đến từ BMW. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.